Vậy là mấy mấy đứa này bạn 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 của mất tích đó hả? Ờ gì sao? Bạn. Ờ, nguyên một đám bạn luôn hả? Ờ đi chơi chung đó vậy đó. Trời ơi. Bữa đó phí rồi đi kéo bữa nó hay lắm chạy rồi hả con? Mới làm cái cặp. Mới làm cặp cái chưa chưa cấm hả? Chưa là bữa nay cái gì ta? Hiện tại là mấy đứa bạn của bé Linh đang đi xuống để mà thắp nhang cho bé để mà mọi người tìm được với bà con. Đứa nào tắm chung đó? Đứa nào tắm chung đó? Giờ không tắm chung và học chung cũng chưa đúng nữa, nguyên một băng này nè, nó đi nè, thiếu mà mày, bây giờ mình có bây giờ mình đủ gì cũng được, có nhiều cũng được, giờ nó biết tên họ nó rồi, giờ mày đi học chung tao rồi lỡ có đi chơi tắm gì đó, giờ đừng có trốn tránh nữa, về gia đình rồi này kia trong trường hợp bạn không đó thì bạn học quốc lớn lớn không à, mà đứa gió nó lập hoài ngồi đây đốt không có nổi, nhiều khi để lên là nó tắt, để lên nó tắt. Mấy đứa này nó cỡ cỡ không? Bạn có Linh rồi, cỡ không mà bé kia nó lại biết lộ như ta ngộ thì. Để bạn ở dưới này lạnh lẽo nó ngồi kêu tên tuổi nó về mấy đứa. Nước nó có chảy khi mà bé quay lại nhảy, nước nó chảy vô trong ngực đó. Tại đầu tiên cái bé tắm nhảy ngoài đó là có cái ghe trống đó, là nhảy tắm là leo ghe trống được, rồi sau là nước nó lớn đó, không hay á. Rồi nhảy cái là nó dồn vô trong này đạp nước vô trong á rồi có thể ngóc lên đụng vô mấy cái thành này nè. Đây là mấy đứa bạn của bé Linh 16 tuổi mọi người. Thì nhìn đứa nào nó cũng cỡ 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 cũng lớn. Nghe gia đình nói là bé Linh biết lội nữa chứ không phải là không biết. Rồi, tập thể mấy đứa nè, cỡ cỡ không à.
Rồi hiện tại là chưa tìm được bé. Rồi đi lên. Thời gian mấy đứa tắm là lúc mấy giờ chú? Lúc nhớ không? Tầm như 3 giờ. 3 giờ chiều hả? Người ta 5 giờ chiều rồi cha. 3 4 giờ chiều gì đó là cháu chồng luôn. Vậy là 4-5 giờ chiều quý vị. Kính thưa mọi người, thì hiện tại là bây giờ là ghe đi vòng vòng ở đây để mà đi tìm xác của bé mọi người. Cái ghe cào đó. Tiếng không thấy nó nổi lên. Nó chạy về cái mẹ đó. Nói mà sao là nhảy cái rồi mất tiêu luôn rồi. Còn mấy đứa con đợi hoài sao thấy nó nổi lên. Nay 3 ngày chứ chị? 3 ngày rồi. Nay là đúng là 3 ngày đúng luôn rồi, đó hả? 3 ngày rồi. 3 ngày nếu mà đúng theo người ta ông bà nói là 3 ngày là phải nổi lên đó. Đúng rồi. Bữa nay nè. Đúng rồi, bữa nay là nổi cao mà giờ không biết nó trình là trâu gì nó nổi vậy. Nổi lên liền nó cho mấy mé. Năm bình gần bình kiếm mà thấy á. Quất quất ngang lỡ mình đi ngang. Bây giờ nó đảo chứ giờ kia nó đang chạy cặp mé này nè rồi thiệt nhiều lục bình. Một bàn sông nó to quá trời to. Trời, cái sông nữa đó. Cái sông này chết biết bao nhiêu. Bà không có đi đâu đâu. Tao đi xuống chảy nó chạy đi nó bỏ tao rồi kìa. Ủa chị ơi, vậy là ở đây là ngày xưa cũng có mấy cái vụ mà té sông đó. Rồi ở đây té chết nhiều lắm. Vậy đó hả? Năm nào cũng phải hiến cho một hai người. Ồ vậy đó hả? Năm nào cũng phải hiến một hai người. Đây trong tháng 2. Ngay đây luôn hả? Tháng 2 luôn hả? Đúng rồi, anh nó nghĩ đi thợ lặn mà còn không dám lặn. Họ lặn hết rồi, không dám lặn. Một năm là có một tháng. Trời ơi. Thợ lặn lại xin keo ở đây cho nhưng mà thợ lặn có về xin tổ mà tổ không cho là thợ lặn không lặn. À. Đây muốn biết như ghe cào mấy ngày nay mà ghe cào không cào luôn đó, muốn thợ lặn không lặn luôn đó. Ghe cào không dám luôn hả? Không dám. Cái đó bảo hiểm gì đâu? Quay trên phà chạy giữa sông cho tới cho lui còn cúng à, giờ phà đâu mà chạy đâu ai cũng cúng không. Lúc mà phà còn chạy là hàng năm là cúng theo quay hả? Nhờ, nhà nước có quay mấy con quay để trên phà chạy từ đây giữa sông chạy tới cho lui là phải cúng kia đó. Nhà nước phải cúng vậy đó. Ừ. Từ lúc mà cắt cầu là phà không còn. Là nhà nước đâu có cúng đâu. Nhà cúng nhà nước không cúng, nhà hiến người. Năm nào phải hiến. Tại vì á thằng sĩ á thì nó hồi nào sĩ nó chết cũng bằng tuổi thằng này là cũng đi học là cũng đi học sinh nguyên bài tâm nè. Mà mấy thằng sĩ nó chìm luôn, mấy kia nổi lên thì chạy về báo với bà Hiệp. Bà Hiệp mới muốn băng bà Khen rồi xuống ha là mò ha trong chổng tiếng máy dính. Ừ. Vừa mò vừa cào luôn đó. Dạ cũng đụng ở đây luôn hay sao? Ừ, thằng sĩ luôn, đây luôn. Sao không về mà anh nắm vỗ nội. Rồi. Vậy chứ ông tại nhậu thỉnh rồi rồi ông ra ông tắm ông đội cái gì đó mà ông chết trời tôi kiếm mà được kiếm tới. Cũng ngon Cần Thơ đó. Ổng dớt lên chùa cho luôn á. Vậy là giống như có nè, cái hù nè. Chồng bà Quyến xuống cửa vợ gì chợt chân xuống cửa gì chết meo luôn đó. Chồng bà Quyến không, bà Quý tiệm thợ mình. Đó cái bẩn đó. Như có cái hù hàng năm nào cũng phải. Ổng xuống ổng cửa vợ thôi, ổng ấy mà ổng lớn đó. Ổng cửa vợ ổng cũng biết lộ gì, ổng cửa vợ chợt xuống gì ổng mất tiền luôn. Vậy đó hả? Ta kiếm được còn cái trường hợp này là ba bữa mà chưa thấy gì. Xin keo hồi đó chiều nay mới nhắc ra. Chiều nay là đúng 3 ngày đúng không? 12 giờ này là đúng là nó đã nổi rồi. Còn hỏi bà biển rồi phải không? Ghe quá trời luôn. Thánh thằng nó chạy vô mướn chạy ghe ông Tư Mỹ á. Thánh thằng hồi tối ốc cho nó nổi luôn. 5 tấn à, ghe nhỏ không á, 5 tấn à. 5 tấn một ghe á. Mướn ghe Tư Mỹ á. Ở đây em nói ở đây em biết luôn. Có một người ở địa phương tôi ở xa lại. Vậy chiếc đó bao nhiêu tiền anh mình mướn vậy ngày nhiêu? Nói ông nhiều khi đi vớt thì kiếm này ông tính giá mềm mà. Anh điện thoại ra, anh điện thoại thử. Kêu mo kìa. Để coi nếu mà có khả năng từ bên em hỗ trợ. Nhiều phương tiện tìm kiếm thì khả năng tìm kiếm nó sẽ cao hơn. Xuống đồng qua chợ nổi á. Ông gì mà ông Tiễn gì ở trong cầu chùa á mo.
trong phòng cho nó cho về dưới lòng cho đủ cho đủ bắt tiêu luôn á. Tiêu tốt như lòng mà. Mình rồi mang công an với dưới lòng lòng nhất. Dớt sát luôn, dớt sát trong cái lò mà trôi biển ở dưới lòng ở dưới. Dạ. Ở đằng đó là cái gì á, mụn mền gì của ai vậy? Chắc này của nhà. Nhà. Nhà đem ra. Ừ. Hay là như cái ông cái mền đồ này của bé nó đắp. Hay sao? Đi đường sông lớn này nè, trôi biển dưới Vĩnh Long ở nếu mà thường thường đúng luôn là ba bữa là nó dạ, phải nổi đúng không chú? Dạ. Ba bữa mới nổi rồi. Mai này thấy dạo chưa thấy. Bữa nay là đúng ba bữa. Ba bữa mà chưa nổi lên luôn. À, kính thưa mọi người thì ở phía bên những cái chỗ này á, là có những cái đám lục bình nó rất là lớn, nhiều khi nó trao. Khi mà té xong xuống hoặc là những cái món vật gì cũng vậy, khi mà xuống nước á là nước quặng á mọi người nó sẽ trao, và nhiều khi á nó lòn vào những cái đám lục bình, nổi lên ở trong đám lục bình mà chưa hay luôn. Nói chung hiện tại bây giờ chưa biết như thế nào đây, gia đình cũng đang rất là buồn để mà tìm cái xác của bé năm nay 16 tuổi, bé tên Ngọc hay cái gì. Rồi đi chiếc này đi tìm luôn hả? Đường lên quả. Trời ơi trời. À, bây giờ là cái chiếc cano chạy đi qua ở phía cái ở bên vách cái đường bên kia, tìm bên kia mọi người. Nói chung thì tìm tất cả vòng vòng ở đây để coi như thế nào. Thì cái con nước ở chỗ cái khu vực ở dầm cống ở bên cánh Đồng Tháp này thì cái sông ở đây nó rất là lớn, cực kỳ lớn luôn mọi người. Để mình zoom ra cho bà con xem. Thì ở phía trước là cái cầu dầm cống. Còn ở chỗ này là cái gia đình đang đặt bàn để mà mong tìm bé Linh lại quý bà con, mong tìm cái xác của bé để mà về chôn cất. Hiện tại thì gia đình cũng đang rất là bối rối không biết như thế nào đây. Ở đây thì ngày đêm là ghe tàu chạy sóng đánh rất là mạnh. Thảo không đi theo, ham vô theo chiếc ghe bên kia rồi. Ở Thảo chạy máy không đi theo bên kia rồi. Ông bà nào đi không? Đi với em. Nó lấy được, lát ông biết chạy ra chạy được không? Chạy được. Nè, chạy được, úp gạo quá, lụng 2 phút rồi. Thì cái bàn đập ở chỗ này thì chắc có thể là bé té nhảy sông cũng như là tắm với cùng với cái đám bàn ngay chỗ này với bà con cô bác. Hiện tại gia đình ăn cúng bánh trái rồi nước rồi trái cây nhang đồ rất là nhiều, ăn đèn đồ rất là nhiều, 3 ngày liên tục rồi mà hiện tại bây giờ chưa tìm được bé Linh nè quý vị ơi. Khu vực vòng vòng ở đây là chắc có thể là đã tìm rất là nhiều rồi nhưng mà chưa tìm được. Con sông này rất là lớn nha quý vị. Ở phía trước là cái cầu dầm cống.